Sao bằng Nhật xin chào cả nhà. Em tiếp tục phục vụ cả nhà một con máy lọc khí Daikin dạng tháp hay là Daikin cột. Đây là cái mẫu mã thiết kế mới của hãng Daikin. Hiện tại họ vẫn đang sản xuất. Con này thì sản xuất năm 2017. Hiện tại theo như em tham khảo thị trường có giá mới vào khoảng 9 đến 10 triệu. Tùy từng nơi bán. Cái chiếc này thì em báo giá luôn, em bán là 3,2 triệu. Máy Nhật nội địa, hàng bãi, đã qua sử dụng, tình trạng còn đẹp. Bên em đã đấu biến áp điện 220V ở bên trong để cắm trực tiếp điện lưới Việt Nam mình. Con này thì màu mặt trước là màu cà phê. Màu cà phê ạ. Bên rìa này thì màu đen. Mọi chức năng máy hoạt động hoàn hảo, sử dụng rất là đơn giản thôi. Trên máy chỉ có 3 nút. Đó là một nút bật nguồn, tắt nguồn và bật nguồn. Nút này là nút bù ẩm. Đấy, bật bù ẩm này con này. Đấy. Còn nút này là nút điều chỉnh các cái tốc độ lọc khí nhanh chậm khác nhau thôi. Lọc bụi phấn hoa, tốc độ lọc nhanh, motor tăng tốc. Đấy, công nghệ timer. Phần chả có cái gì cả. Ba cái nút bấm rất đơn giản. Đây, đèn bài báo không có nước. Của nguồn nước. Thông số máy đây ạ, quay cho cả nhà xem. Daikin sản xuất năm 2017. MCK 55T 58W dùng cho phòng khoảng 40m2 trở lại. Tình trạng nguyên bản không sửa chữa gì. Mọi chức năng đã test ok ngon lành. Mẫu mã này thì các bác để trong phòng khá là sang. Lọc mọi chức năng, lọc bụi mịn, lọc bụi phấn hoa, lông thú, các kiểu bù ẩm, bình nước bù ẩm. Màng HEPA, màng zin còn cũng khá là đẹp các bác nha. Màng than hoạt tính này. Một cái mẫu mã mới tạo ẩm của Daikin đời 2017, giá 3,2 triệu, bảo hành 1 năm, lọc khí bù ẩm khử mùi. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ. Xin chào.